oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Trời ơi, con làm ơn lẹ lẹ giùm đi, cả nhà chờ có hai vợ chồng con đó. Rồi sao mẹ, vợ chồng nói gì? Nó xe nó bị hư cho nên là nó tới trễ chút xíu, đang trên đường tới rồi con. Xe hơi mà hư cái gì? Vợ chồng này lúc đâu đi trễ là sao vậy? Thôi mà. Thôi con đừng la em. Con biết sao không? Chịu khó đi, chứ bây giờ vợ chồng nó là hoàn cảnh nhất trong gia đình mình đó. Thằng chồng thì bị xuyễn, đúng không? Con la em mà lỡ mà lên cơn xuyễn có là mệt mỏi nữa. Chưa tính nó con vợ té giếng nữa. Trời đất ơi, người ta nói á, ngày trước con vợ nó té giếng mà té mấy giếng luôn. Rồi không biết cái não nó văng ở cái giếng nào nữa đó. Thôi đi, tội nó, nghe con. Thôi, hèn chi con thấy chị Liên và anh Hải tưng tưng hấy hấy sao đó thì ra là té giếng. Nè, con muốn gả gì đó, gả về nhà vợ không? Dạ dạ không. Trời đất ơi, con không có được hổn như vậy, hiểu chưa? Tâm phải sáng. Con muốn làm gì của mẹ nè? Dạ bán ngọc. Ừ, người giao ngọc cho mẹ, đúng không? Dạ. Tâm phải sáng, nghe chưa? Dạ. Ôi trời, khách khứa quá trời, con ơi, bây giờ. Trời ơi, mẹ suốt ngày cứ nói chuyện hội hoài vậy. Nói pin chịu nổi. Mẹ nghe lời con, nhưng mà biết sao không? Khách quá trời, người ta đặt hàng nè con à. Còn Kim Anh nữa, sao lúc nào nó cũng tới trễ là sao vậy? Con nó tới gì nó ở đây mà tới gì con? Dạ, em về trễ anh. Em đi về trễ, em đi làm tóc. Trời ơi, có một nó là đứa con gái thôi mà con đừng có giận hờn vậy. Trời ơi, ăn tiệc ở nhà chứ không phải đi ăn đám cưới rồi mà làm tóc. Tùng, gọi con Kim Anh về lên cho anh. Dạ. Thôi dạ, anh hai bớt căng lên, em gọi liền. Con, cái tuổi này á, con đừng có căng thẳng như vậy, dễ đứt lắm nghe chưa? Không có làm vậy. Alo, em đang ở đâu? Em đang ngoài đường. Trời ơi, giờ này còn ngoài đường, đi về nhà liền nhanh lên. Ông Hưng cũng nhận nãy giờ kìa. Ủa, về nhà chi vậy? Trời ơi, không biết nay ngày gì hả? Hôm nay là cái ngày mà mẹ mở tiệc ra mừng anh Hưng mới mở công ty. Ủa, hôm nay hả? Ủa, chứ mày tưởng hôm nào? Trời ơi, mày tưởng ngày mai. Không đi, mày nghĩ sao ngày mai? Trời ơi, chết rồi, thôi lỗi anh Hưng giùm em đi. Nói anh Hưng em đang Nha Trang, không có về kịp. Khùng quá, giờ này ở ngoài Nha Trang. Bút với máy bay về liền. Không được, 2 tiếng nữa. Mà khùng với 2 tiếng ổng cạo đầu tao luôn á. Nói đường giùm em đi. Thôi không có được đâu. Trời ơi, chứ giờ sao vậy kịp? Bây giờ bút với máy bay về liền đi. Mắc cỡ nào anh trả cho. Không được, phải 2 tiếng nữa. Mày đi quá, không có được đâu. Bay về liền, bay gấp. Nói mẹ giùm em đi, nói mẹ giùm em. Không được, mẹ cũng chửi quá trời lớn. Nói mẹ giùm em đi, nói mẹ 2 tiếng nữa em về. 2 tiếng nữa hả? Không, nói mẹ giùm em đi. Nó chọc con mà mẹ cười cho được hả? Dễ thương sao đâu, trời ơi, hai con sâu bọ của mẹ. Trời ơi, con không biết đâu. Con với anh Hải á, tụi con lấy vợ rồi, ở riêng rồi, không có hiểu được cái niềm vui bé mọn của mẹ đâu. Trời ơi, còn hai đứa hủ hỉ vậy đó. Nó vậy hoài, thằng này làm như tâm nó sáng quá, riết rồi nó. Trời ơi, tụi nó cứ điện thoại kiểu này hoài luôn. Mà tìm điện thoại mẹ trả, con đâu có trả đâu mà con lo nè. Không có mẹ là chết với anh rồi đó. Thôi được rồi. Mẹ. Sao con? Con chia vui với mẹ. Cái gì? Nhưng mà mẹ cũng phải cho con làm quyền huynh thế phụ. Con làm đi, con làm đi con. Mày đó. Chửi nó anh. Mày lúc nào cũng về trễ đó. Đúng rồi đó anh. Thôi mà. Anh nói đúng chứ làm sao. Trời ơi, con á là con về trễ đó, hiểu chưa? Con chỉ sớm hơn được hai người kia thôi. Nhưng mà cũng sớm hơn rồi. Nhưng mà vẫn trễ, hiểu chưa? Với lại con vô đây nè, con chưa xin lỗi ai hết. Con chưa chào ai hết, con hư quá đời. Em xin lỗi mẹ. Em xin lỗi anh Hương, em xin lỗi chị Ngọc, em xin lỗi anh Tùng. Em chào mẹ, em chào anh Hương, em chào chị Ngọc, em chào anh Tùng. Em đã hướng thiện rồi đó con. Ăn giờ sao mẹ? Hả? Ăn luôn hả? Từ từ đi con. Tội, tội Hải Dương Liên tội quá à. Thấy tụi nó nhem nhút cái tội gì đâu á. Thôi chờ em chút xíu đi con nha. Thôi mà, thôi mà, thôi mà.
mẹ mượn con chút xíu. Mẹ mượn á nha. Con thôi mà phụ mẹ đi chứ thằng này mặt nó căng kỳ quá. Thôi mà, thôi mà. Người lại đây nè mẹ. Chung, chung, chung. À, để con nằm ở cửa. Ủa, sao từ giờ này anh chị mới tới? Tại bà nè, bà lo xí soạn trang điểm quá trời mới tới trễ. Đi ăn tiệc phải đẹp chứ sao? Vừa vừa phải thôi chứ. Ủa mà anh chị đi cái gì tới vậy? Xe ôm. Ủa sao xe hơi đâu không đi, đi xe ôm? Giờ này kẹt xe lắm, xe ôm cho tiện lợi bé hiểu không? Trời ơi, đi vô lẹ đi, cả nhà đang đợi kìa. Đang đợi hả? Chị Liên tới. Ôi xin lỗi mẹ, đưa anh chị em tới trễ. Vô ngồi, vô ngồi liền con. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, không có gì hết. Vui vẻ. Ôi, quá nhiều quá. Dừng lại. Mày làm gì mày? Mày đã vô trễ mà bóc hốt hả? Hả? Ủa, nãy giờ gì? Nãy giờ chưa ăn hả? Chưa con. Sao bình tĩnh? Sao đến trễ vậy con? Dạ, con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi chị hai, xin lỗi hai đứa. Không phải trễ đâu, mẹ cũng tức lắm. Bất kỳ cha già này nè. Mẹ coi ngu ghê không? Gần tới giờ đi, tự nhiên á, kêu con rửa xe hơi. Mà không phải là con muốn rửa đâu. Ông tự ông lấy ra ông rửa. Ông rửa sao mà ngu ngột dễ sợ. Xe hơi người ta rửa ở ngoài thôi. Không có, ông mở hết luôn bốn cái kiến. Ông sọt nước ở trong luôn. Giờ con phải gửi xe ngoài ra cho người ta hút nước ra. Có phải ngu ngột không mẹ? Mẹ, bà hay quá, con bà không chứ ai nữa. Cái gì? Bà nói là bây giờ xe mình dơ quá, phải cho sạch sẽ thì tôi rửa cho sạch sẽ. Cứ tưởng là rửa xe hơi cũng như rửa xe máy, rửa từ trong ra ngoài, ai về nó lụt ở trong đó luôn. Trời ơi, sao ngu quá, sao hơi lụt lại xe máy vậy? Thì có sao đâu, mình rửa thôi được rồi. Cả nhà mình đói chưa nè? Rồi, thôi bây giờ ha, mình ăn ha. Mình ăn nha. Dạ mình ăn. Cái tặng ớt cho dạ. Dạ thưa anh hai. Cái gì? Hôm nay quan trọng của anh. Em cũng không có gì. Dạ, em chỉ có một cái lẵng hoa này. Trời ơi. Chúc anh là sự nghiệp tấn tới. Được đó. Dạ. Nên anh Hải sợp quá. Dạ, chị Hai ơi, em tặng chị Hai nè. Nhưng anh chị phát tài phát lộc. Dạ. Cảm ơn hai em nha. Dạ. Thôi ngồi đi con, ngồi đi. Dạ. Ủa Tùng. Dạ. Rồi cái bông mà mình nhận đặt để biếu anh Hai, tặng anh Hai đâu? Chết. Ủa con đặt rồi mà. Sao nó chưa giao vậy? Ủa sao kỳ vậy trời con cứ. Trời đất ơi. Con gọi liền đi coi làm sao chứ ai mà kỳ cục vậy. Alo, Hoa hả? Ủa cái Hoa bữa Tùng đặt Hoa đâu rồi? Sao chưa giao tới? Hả? Gì? Sao con? Sao? Anh Hải. Cái gì vậy? Sao anh lấy Hoa của em với mẹ? Ủa cái lẵng hoa đó là của em hả? Người ta kêu người ta giao tới đưa cái anh mặc áo hình trái cam đó. Ủa? Đúng rồi, hồi nãy đâu có biết. Anh thấy ai đó giao hoa, hiểu không? Tưởng là của gia đình mình nên anh nhận, hiểu không? Nhận giùm mà. Cái gì vậy? Ủa, chị đừng nói là cái bó hoa đó chị cũng nhận giùm em luôn nha. Thì đúng rồi. Trời ơi, gì kỳ vậy? Thấy chưa em nghi lắm mà. Em nói cái màu tím em chọn cái chị Ngọc mà, mẹ. Thôi, mẹ. Mẹ biết rồi, trời coi cái mặt nó tái nó muốn xỉn luôn rồi kìa. Thôi mẹ biết rồi. Không mẹ nói vậy. Thôi. Mày nói đi. Thôi anh nói thôi đừng xỉn nữa con. Thôi bây giờ về mẹ thấy vậy nè, thôi thì chắc là hai đứa nó không kịp thời gian để mua bông cho con. Thì thôi coi như gia đình mình tặng hai vợ chồng con hùng lại tặng bông đúng không con? Đúng không? Được mà. Cho mà mẹ chân mà. Trời ơi mà. Ý bây giờ đói bụng chưa nè? Đã đói bụng. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.